Ok, em chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị. Hôm nay là em tiếp tục quay video giới thiệu với các bác là cái cây phi điệp ám mắt châu Phú Thọ. Bởi vì cái tên này nó hơi dài, và cũng là do là ngày xưa thì mình cứ gọi nó đơn giản. Ngày trước ấy, cuộc chơi cách đây mấy năm ấy, thì cứ gọi đơn giản rồi. Thế bây giờ tự nhiên là cái tên ám mắt châu thì lại thành một cái tên khá là được nhiều người biết đến. Và kèm sau đó thì là nó có nhiều cái tên khác để mọi người cùng gọi. Nhưng thực chất của cái cây này thì em vẫn muốn nói nó chỉ là một cây. Bởi vì trong tất cả những cái cây phi điệp ấy, thì cây nào nó cũng có một cái gọi là cái form hoa chuẩn của nó, thì nó không cây nào nó giống với cây nào cả, trừ những cái cây mà mình không hay để ý. Chứ còn những cái cây mà nó đẹp ấy, mà mình hay để ý ấy, thì là cây nào nó cũng có một cái form hoa riêng của nó. Thì ví dụ như là cái cây phi điệp ám mắt châu này ấy, thì là nó là một trong những cái cây phi điệp có từ khá lâu, được rất là nhiều người biết đến, bởi vì cái bộ cánh của nó gần trắng nên người ta gọi là ám. Nó chỉ có một chút phẩy hồng thôi, chứ nó không có nhiều cái ánh tím. Nhưng mà ví dụ như cái cây phi điệp này thì em giới thiệu đến các bác là cây phi điệp ám mắt châu Phú Thọ. Của mọi người cứ gọi là ám mắt châu Phú Thọ thì nó sẽ ra cái bông dạng như thế này. Nó đến 99% là nó sẽ giống như này. Có thể là cái lưỡi nó hơi khác một chút và cái bộ cánh nó hơi mở hơn thôi. Cái cây này là nở ngày thứ hai. Nhưng mà thường ý, thì form chuẩn của cái cây ám mắt châu nó hơi khum này. Chứ nó không hẳn là căng ra, căng cánh ra đâu. Nó không căng hẳn ra như này đâu các bác nhá. Nó không căng hẳn như này đâu. Đây, nó không căng hẳn như này. Mà nó chỉ hơi form khum khum này. Thì đấy là cái cây mắt châu là thường em thấy là năm nào nó cũng nở như vậy. Dù là có nở bằng tự nhiên hay là nở bằng cách kích thuốc thì đều như nhau. Thì đây là những cái cây mà cánh em nói sơ qua trước khi em giới thiệu về cây này. Em nói sơ qua về cái cây phi điệp ám. Tại sao người ta gọi phi điệp ám? Ám có nghĩa là ám hơi phẩy hồng ở những năm cái cánh này. Hơi phẩy hồng, phẩy tím các bác nhé. Thực ra thì nó có một cái để mình nói về cái việc độ trắng của nó ấy. Thì thực ra là khi các bác nhìn thực tế, các bác sẽ biết được rõ hơn là về cái độ trắng của nó. Ngày trước em có quay một cái video là em kèm cái tờ giấy trắng này, cái tem trắng ấy. Nhưng thực ra ấy, để mà mình kèm bất kể một cái gì trắng thì em quay video thì các bác cũng không thể nhận ra được. Bởi vì trên video ấy thì để mà độ phân giải của nó nét thì phải dùng bằng máy quay thực sự chuyên nghiệp thì là mới có thể lấy hết được cái độ trắng của nó, hoặc là những cái độ ám hồng của nó. Thực ra thì về cơ bản ấy thì nó hơi ám phẩy hồng một tí thôi. Hơi phẩy hồng một tí thì người ta gọi là ám, hoặc là khói. Vì ngày trước ấy, thì nhiều cây là nở hơi ám một tí thì người ta gọi là khói hoặc là ám. Hơi ám hồng, ám tím ấy, thì người ta gọi là ám và khói. Chứ còn thì bây giờ thì người ta gọi có thể là những cây mắt hồng là người ta gọi là hồng luôn. Đấy, đây là em giới thiệu. Bây giờ em bắt đầu giới thiệu chi tiết về cây mắt châu Phú Thọ. Thì cũng có thể là có nhiều bác đã biết rồi, nhưng cũng có thể là nhiều bác là chưa biết. Thì các bác xem, bác tham khảo xem là cái mặt hoa của nó như thế này. Đấy, thì cái mặt về mặt hoa chi tiết thì tí nữa khi đến phần nói về bông hoa ấy, thì em sẽ nói chi tiết về cái bông hoa của nó và cái những cái yếu tố thay đổi của nó. Thì đây thì em xin mở đầu về cái vấn đề đó chính là thân mầm. Cây này của em đây, cái mầm này là mầm ki của trên thân nó các bác nhé. Thì các bác có thể nhìn là các bác biết luôn là thân của nó là ám tím ở đây. Đấy, cổ nó hơi có khắc màu. Nhưng khi lớn thì các bác đây quay sang cái thân to bên cạnh này. Đấy, cái thân bên cạnh này. Bác nhìn nhá. Thì cái thân này thì nó không bị ám nữa. Khi mầm thì nó sẽ mới hơi có, nhưng về sau nó sẽ sạch tinh. Đây các bác đi lên trên đỉnh ngọn này, nó vẫn sạch nữa đúng không ạ? Đấy, bắt đầu nó có một tí này. Hơi có một tí ngần. Đấy. Thì có nghĩa là về tương lai là nó sạch lên. Đây, càng già càng sạch. Đây các bác nhìn này, nó xanh sạch. Xanh sạch, thân xanh sạch.
là thân già, còn mầm lên là hơi tím các bác nhé. Còn về thẳng, cái độ zigzag của thân thì nó hơi zigzag. Đây, đây các bác nhìn này, thân nào nó cũng zigzag cả, từ dưới lên trên nó đều hơi zigzag như vậy. Đây, em quay sang về cái thân cũ của nó đây. Đây, thân này hơi zigzag các bác nhé. Đấy, đúng không ạ? Đây, thân này nó cũng zigzag đây này. Các bác nhìn, hơi zigzag nhá. Hơi zigzag mà cái đoạn trên này ấy, thì ở trên về mình nuôi ấy, thì là nó thẳng hay không đấy là do mình kẹp cái que của nó thì độ nó càng thẳng. Còn khi mà mình trồng tự nhiên ấy, thì nó zigzag nó sẽ nhiều hơn. Còn khi mà nẹp một cái que, ví dụ nẹp một cái que vào như này, này mà nẹp chịu khó nẹp liên tục ấy, thì nó sẽ không zigzag mấy, nó sẽ zigzag ít hơn. Thì đây là em nói về cái cây mắt trâu phú thọ. À, mắt trâu phú thọ. Thì cái cây này thì thân lá nó như vậy. Thân quên em chưa nói về cái diện tích của nó. Cái đường kính của cái thân lá mắt trâu này nó từ 0,5 đến 1,5 cm. Đấy là khi mà nuôi đến ở cái đoạn gốc này của nó thì nó chỉ 0,5 rồi đến 1 thôi, có nghĩa là độ to nhỏ ấy. Còn khi mà nuôi lên trên này này, về đến cuối năm khi mà nó tù đầu rồi nó sẽ phình rất to. Còn bây giờ nó cứ dài ấy, thì là nó sẽ nhỏ thôi. Khi nào mà nó dừng không dài nữa thì nó mới to. Thì đấy phụ thuộc vào đấy là các bác chăm, cứ cho ăn nhiều phân thuốc. Phân thuốc thì mỗi người cho ăn một kiểu, nhưng còn em thì em có cái kiểu của em. Thì bởi vì chẳng nhai giống nhai cả, mỗi nhà một điều kiện mà. Thì cái độ to nhỏ của nó phụ thuộc vào điều kiện nhà đó chăm. Có nhà thì chỉ hướng đông, có nhà chỉ hướng tây. Có nhà thì bốn bề là có nắng, có nhà thì bốn bề để chỉ có nuôi kiểu giếng rời ấy, ít nắng chẳng hạn thế. Hoặc là nuôi trong những cái vườn chật, hoặc là nuôi trong những cái vườn thoáng. Thì cái cây nó đã phát triển đã khác nhau rồi, và cái độ to nhỏ nó khác nhau luôn. Thì đấy là về thân lá, nhưng còn nó có những yếu tố chung là như vậy. Thì các bác có thể xem cái lá của nó thì nó cũng như những cái lá phi điệp khác bình thường thôi. Cái lá của nó khá cứng và dày. Các bác cứ để ý là lá rất dày. Cây này nó dày hơn nhiều cái loại lá phi điệp tím khác. Riêng cây này lá rất dày và nó có gần gần mờ này này. Và nó to khoảng một chắc là phải 2 đấy, cái đoạn to của nó phải từ 2 đến 3,5 cm các bác nhá. Còn những cái lá ở dưới này thì nó nhỏ hơn này các bác, nó nhỏ hơn. Còn lá ở trên thì nó rất to, lá ở trên thì nó phải 2 đến 3,5, phụ thuộc vào mình chăm. Và lá dài khoảng từ 5 đến có thể là 10 cm, có thể là hơn 10 cm, thì phụ thuộc vào những cái lá này. Khi nó ít nắng ấy thì lá nó cứ dài, nó cứ lướt lướt ra thì cái đốt này nó cũng dài, lá dài đốt nó cũng dài các bác nhá. Cái đốt này nó dài này, còn lá ngắn thì đốt ngắn thì nó nhiều nắng ấy. Còn mập rụt thì là do mình cho ăn thôi. Còn nhiều nắng ít nắng rồi. Thì khi mà các bác mua nhiều cây thân nù lá rụt về mà nó bị sang năm nó nở, nó trở thành không nù với rụt ấy, thì đấy do chăm thôi. Đấy là khẳng định của các bác là như vậy. Thì các bác có thể xem qua cái vấn đề về, hôm nào em sẽ làm bài chi tiết về cái loại đó. Bởi vì là em mua rất là nhiều, em và em chăm rất là lâu, chăm rất là nhiều năm em biết mà. Có những cây không nù rụt nhưng mình chăm tốt nó vẫn nù rụt các bác nhá. Thì ở đây em nói về thân lá xong, thì em bây giờ em nói về cái hoa của nó. Thì là các bác biết rằng về cái hoa của cái cây á mắt trâu phú thọ này. Cái á mắt trâu phú thọ này ấy, thì nó nở hoa vào dịp từ tháng 5 đến tháng 8. Bây giờ của em đang quay là tháng 7. Đấy, thì có nghĩa là khi mà nó nở sớm nở muộn ấy, thì không quan trọng đâu. Đấy là do vùng nuôi trồng, người ta cắt nước sớm thì nó hoa sớm, cắt nước muộn thì hoa muộn. Và do điều kiện chăm của từng vườn, nhiều nắng ít nắng. Nhiều nắng và khô thì nó sẽ hoa sớm hơn, ít nắng và nhiều, ẩm nhiều thì nó hoa muộn hơn và ít hoa. Đấy, thì nói về cái bông hoa này, em cho nói chi tiết về cái bông hoa này là như này. Cái này những năm 2013-2014 ấy, em sưu tầm cái này. Thì là thời đó thì cây này thì nó là cũng có thể gọi là năm cái trắng được. Bởi vì cái cây này có những năm ấy, thì cánh nó trắng. Cánh, năm cái cánh ngoài này nhá, nó trắng tinh hết, nó không ám một tí nào. Mặc dù em cắt ra nhá, em cắt bông hoa này ra này, cắt bông hoa ra em bỏ cái lưỡi này ra này, bởi vì nhiều khi là em sợ là nó phản từ cái lưỡi lên ý, lên đánh hồng ý. Nhưng không phải, em cắt hẳn ra luôn và em để lên tờ giấy trắng, cắt bỏ cái lưỡi đi, để lên tờ giấy trắng thì mình mới nhận định được là nó trắng thực sự hay không. Thì đấy, khi mà nhận định như vậy rồi và qua nhiều mùa nở hoa thì em nhận định rằng cái này là có năm cánh trắng, có năm thì năm cánh nó ám hồng, có năm thì năm cánh nó tím. Đấy, phụ thuộc vào nhà các bác nuôi như nào thôi. Tất cả là do nuôi. Đấy, về màu ám và tím. Cái thứ hai là về cái ám xanh của cái cây này. Đây, anh chị có thể nhìn đằng sau cái bông này đấy.
hơi xanh một tí, hơi xanh ở cái mặt sau nhá, ám lưng xanh mắt trâu phú thọ, ám lưng xanh hay cái gì đó. Đại loại bây giờ người ta gọi đổi tên đi để cho bán được nhiều cây mà, chứ còn em không quan trọng điều đấy. Các bác chơi sưu tầm được cây nào các bác cứ sưu tầm một cây thôi, còn cái việc ám mắt trâu là mắt trâu, cái mắt trâu này là lưng xanh có 5 ám, ám hồng có 5 tím đậm, đấy là do thời tiết nhiều nắng ít nắng, phụ thuộc vào thời tiết các bác nhá. Có năm thì ám xanh này, có năm nhiều xanh hơn, có những nhà rất xanh, có những bông em nở rất xanh, xanh hơn rất nhiều, nhưng không phải năm nào nó cũng như vậy, màu nó không ổn định, lưng xanh. Còn cái xanh phú thọ là cái khác, là cái cây này nó là như vậy. Nhưng nó có một cái đặc điểm, có nghĩa là thân lá ấy, hoa ấy, thì chẳng lẫn vào đâu được. Khi các bác để ý kỹ từ màu mắt mũi cho đến môi, thùy tất cánh, thì các bác sẽ biết được rằng là cái cây này với nhiều nhiều cái tên gọi khác, thì thực sự là khi mà người ta gọi gọi một cái tên ấy, vì cây là cây của người ta mà, em không có quyền gì để đặt tên cây cả. Ngày xưa khi em đi sưu tầm cây này vào năm 2013 thì người ta chỉ gọi là ám thôi, mắt nó quá to thì gọi là mắt trâu, bởi mắt con trâu nó to thì gọi là ám mắt trâu, mắt to thì gọi là mắt trâu thôi. Đấy các bác ạ, chứ chẳng có cái gì cả, gọi để cho dễ nhớ để mọi người cũng biết thôi. Chứ bây giờ thực ra thì khi mà em mua rất nhiều người, rất nhiều là đơn vị bán cây ấy, thì người ta có thể gọi là thế nọ thế kia, gọi nhiều tên. Nhưng còn em thì em vẫn gọi cái này chỉ là mắt trâu thôi. Thì hôm nào thì một vài hôm nữa thì em rảnh rảnh em sẽ làm một cái video về những cái loại ám cổ. Ám cổ rồi thì một cái loại cổ, cái cây cổ ấy mà chẳng biết là độ cổ đến đâu. Và khi người chơi lan người ta mới chơi người ta có biết là cổ không, hay thì hay chỉ là một cái ám mới xong gọi gọi tên thì nhân nó có nhiều thì gọi tên thì gọi là cổ. Bởi vì bây giờ có rất nhiều người là các bác ấy bán, các bác bán cho em ấy, gọi một cái tên rất mới nhưng em không biết là cây gì. Em cứ tưởng cây mới thì em mua về, em mua về em nuôi 2 năm sau, 3 năm sau em nở ra vẫn cái cây nhà em có 3 năm rồi mà em cái thời mà nói em lại mua đắt. Thế nên là em muốn có một cuộc chơi công bằng, mọi người có một cái cây, ví dụ như cây ám mắt trâu phú thọ, thì các bác đã là cây ám mắt trâu phú thọ thì chỉ gọi nó là cái cây ám mắt trâu phú thọ thôi, đừng đổi tên làm gì để những người mới người ta không biết người ta mua. Ví dụ như em là em mua những cái cây người ta gọi là ám cổ, ám kiệt rồi thì các thể loại trên đời, nhưng về nó nở ra thì vẫn giống mấy cái cây cũ nha em, thì mấy cái cũ đã có tên rồi nhưng mấy bố lại gọi tên khác vào, thế em chả biết chả nghe ra nào. Thế em mua về nuôi 2-3 năm sau thế là nó nở hoa ra lại giống cái cây cũ, tự nhiên là cây nhà mình có rồi mà mình lại phải mua, mà mua với cái lúc đó thì khi mà một cái tên mới thì giá trị rất là cao. Đấy là cuộc chơi không công bằng. Và em chỉ muốn là em quay tất cả những video của em để mọi người xem được một cuộc chơi công bằng, cây nào nó vào cây đó, không nên lấy tên nọ tên kia để làm gì. Tất cả cuộc chơi mọi người là công bằng và như nhau. Em kinh doanh vậy thôi, em bán cho các bác là các bác chơi. Nhưng khi các bác mua của em một cây thì chỉ mua một cây thôi. Đừng nói rằng là mua của em một, đừng nói rằng khi mua của em một cây mà lại bảo rằng anh mua của em mấy cây xong đưa người nọ người kia. Còn cái việc mà kinh doanh thì em không khuyến khích là các bác đi kinh doanh, và cũng không khuyến khích là các bác chơi không. Nhiều bác cứ gọi điện hỏi em bảo chơi không, nhưng mà thực ra thì khi các bác nhân lên nhiều rồi thì em nghĩ là nên chia sẻ với mọi người để mọi người cùng có cây chơi với cái giá hợp lý hơn, để cho mọi cây có giá bình ổn hơn và giá cả ổn định để mọi người cùng có thể sưu tầm được. Bởi vì nhiều cuộc chơi thì công bằng và nhiều người kinh tế còn khó khăn, không có tiền để mua những cây đắt tiền thì người ta mua những cây nó vừa tiền trong khả năng chi trả, trong khả năng chi trả của người ta, để người ta có thể sưu tầm một cái cây có thể nhỏ thôi nhưng mà sưu tầm được. Và nên để cho những người mà có thể không có tiền cũng có thể sưu tầm một cây khi các bác nuôi nhiều rồi. Các bác chia sẻ lại, có thể là các bác không biết để cho ai thì các bác để lại cho em. Các bác để cho em rẻ thì em sẽ để lại cho những người mới chơi giá rẻ, để mọi người cùng có một cuộc chơi vui vẻ và công bằng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em sẽ cố gắng để xây dựng một cái cộng đồng chơi lan lành mạnh, mọi người cùng lành mạnh, cùng chơi với nhau vui vẻ.
Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Em sẽ phân tích về những cây phi điệp khác. Còn đây là cái cây phi điệp ám ở trong Phú Thọ nhé. Các bác cảm thấy video của em hữu ích thì đăng ký kênh và có thể liên hệ với em, chúng ta cùng giao lưu, cùng chơi và trò chuyện. Cảm ơn các bác, em chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Các bác đăng ký vào kênh Thiên Đường Ngàn Hoa cho em nhé. Cảm ơn các bác, em chào các bác.